Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video làm giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình góp nhận 2000 tóc cần đen. Để tham gia hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà trăm start này. Sau khi bấm start xong bạn được trang bạn và các bạn lưu ý con bot này holder rất là lâu luôn các bạn. Thì các bạn cố gắng chờ nha các bạn. Rồi sau khi bấm done được trang xong thì bạn bấm reset nè. Reset link nè. Con bot này khá là đơ luôn các bạn. Dự án này mình nhận được 50 đô nữa. Follow Twitter 20 đô, retweet 3 đô. Rồi các bạn bấm vào Redly, các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn kiếm gì các bạn làm đi, chút xíu các bạn quay lại bằng chatbot các bạn. Rồi giờ đầu tiên các bạn join những group kênh seller nè. Bạn join sao nè. Rồi bạn đập lại nè, các bạn join tiếp kênh seller nè. Bạn bấm header chút các bạn ấy chứ không sao, bấm done nè. Rồi sau khi bạn bấm done xong thì bạn tiếp tục follow Twitter và điền lại username Twitter nữa. Những dự án ở đơ đơ thế này mình bỏ rất là nhiều kèo. Mất cũng nhiều đô lắm nha các bạn. Nên các bạn cố gắng tranh thủ làm, cố gắng mình kiên nhẫn làm kèo này nha các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn dịch dẫn với tweet nè. Các bạn tăng dài người bạn mình vào nha các bạn tweet lên nè. Ồ ồ ồ 3000 tóc cần đưa ra để bằng khoảng 150 đô à. Các bạn bắt đập lên à. Rồi các bạn điền lại thông tin của dự án này bạn. Win username Twitter mình nha các bạn. Bot header quá. Làm video nó chắc 15 phút quá. Ok. Sau khi đó tiếp tục còn follow Twitter kênh thứ hai nữa các bạn. Sau khi tha cái mod này khủng khủng. Ok này là hết chính. Ok tiếp tục nó kêu các bạn like ra retweet, rồi bấm done nha các bạn. Rồi bấm nhấp vào đây. Rồi, mình đã like rồi các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên các bạn. Các bạn bấm done. Bot này khủng thiệt. Rồi tiếp tục các bạn follow Instagram ra điền là username Telegram nha các bạn. Các bạn nhấp đây follow người ta các bạn. Con bot này khá là chậm luôn các bạn. Rồi trên Telegram thì các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn nhấp vào của anh avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ nè. Các bạn copy cái username mình nha các bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè. Đường link Instagram mình nè. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bỏ từ giống chữ này đi các bạn. Submit username Telegram account. Rồi bạn tìm mã cộng vào các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Kỹ ta. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào Redly nè. Con bot này nó nhảy lại từ đầu. Để mình làm lại từ đầu các bạn. Rồi sau khi các bạn follow Instagram điền lại xin username Instagram xong tiếp tục follow minimum nè. Bọn này đời quá. Trên minimum thì các bạn follow nữa các bạn. Sau khi các bạn theo dõi xong các bạn nhấp vào ảnh avatar này nè các bạn đen đen nè. Nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào bao cảnh cùng nè. Các bạn sao chép URL mình nha bạn. Sau khi các bạn sao chép URL xong thì mình chạy dân bot nè. Dán vào đây nè. Đây là cho bot nè. Bot này đứng quay. Xả ra cho lại. Chờ chút xíu. Trong khi chờ phản hồi mình sẽ lấy địa chỉ BNB xả mắt Chainbet 20 mình gửi cho bot nè các bạn. Con bot này nó khùng khùng lắm. Cố gắng đợi các bạn. Con bot này khoảng 30 giây 1 phút nó mới phản hồi nha các bạn. Rồi nó phản hồi các bạn gửi địa chỉ UNB sẽ mặt trên bếp 20 vô đây nha. Rồi đợi tiếp. Ok tiếp tục các bạn xoắn sao kênh trên đời của nó các bạn. Rồi các bạn đập lên. Bấm done. Rồi đợi tiếp. Trong khi trên đời mình kiếm con nào
giá cao bên xã nữa các bạn. Tcat mà tự nhiên ta. Ồ, con này khá là tăng ta, giữ đó có lý ta. Ok, sau rồi xong các bạn việc lên ghép mà chia sẻ trong bè những thằng kiếm thêm tục cần các bạn. Vậy video hôm nay đây tiếp tục mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.